Hôm nay, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành công bố quyết định thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Lao và Phổi Bạc Liêu. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bạc Liêu được khởi công xây dựng vào năm 2010 trên khu đất rộng 13.000 m2 thuộc địa phận xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu với kinh phí hơn 200 tỷ đồng do Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư. Sau hơn 10 năm xây dựng, đến đầu năm 2021, bệnh viện hoàn thành gồm 3 khu, quy mô 1 trệt 2 tầng lầu với hơn 100 giường bệnh. Tuy nhiên, gần 2 năm qua, bệnh viện này chưa hề tiếp nhận một bệnh nhân nào, gây nhiều bức xúc bất bình đối với cán bộ nhân dân trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, gần 2 năm qua, gần 150 cán bộ bác sĩ nhân viên của bệnh viện này chủ yếu ngồi không hưởng lương bởi bệnh viện không tiếp nhận bệnh nhân do chưa được nghiệm thu chính thức. Nhiều máy móc trị giá hàng chục triệu đồng chưa sử dụng đã hư hỏng bỏ phế. Kính thưa quý vị các bạn, tôi đang có mặt tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi của tỉnh Bạc Liêu. Đây là chiếc máy PT hiệu Canon và 16 lát cắt. Được biết đây là một cái máy hiện đại nhất của bệnh viện này hiện nay, hơn 6 tháng qua là bỏ không. Cán bộ và nhân dân tỉnh Bạc Liêu cũng rất là bức xúc, mong sao là cấp chính quyền và ngành chức năng của tỉnh Bạc Liêu xem xét và có cái biện pháp để khắc phục, làm sao và bệnh viện thu hút có nhiều bệnh nhân để hoạt động có hiệu quả, tránh tình trạng lãng phí như thế này. Về vấn đề này, gần đây tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức trả lời câu hỏi của đại diện Báo Nhân dân và Truyền hình Nhân dân tại Bạc Liêu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết, Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu cũng rất bức xúc về tình trạng này, đồng thời đã cho cơ quan thanh tra tỉnh vào cuộc thanh kiểm tra kỹ, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần sớm chuyển hồ sơ qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để làm rõ xử lý nghiêm minh đúng pháp luật. Tại hội nghị bảo đảm an toàn phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các trường học trên địa bàn Đà Nẵng diễn ra vào sáng nay, việc giám sát và bảo đảm nguồn gốc xuất xứ thực phẩm được các đại biểu đánh giá là yếu tố vô cùng quan trọng, cần đặc biệt lưu tâm trong thời gian tới. Qua các đợt kiểm tra của Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố, hầu hết các bếp ăn tập thể phục vụ các trường học đều đạt yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo đúng quy định. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần khẩn trương khắc phục như ghi chép kiểm thực 3 bước chưa đầy đủ, lưu mẫu thức ăn không đúng quy định, quản lý nguồn gốc thực phẩm tươi sống chưa triệt để. Trong giai đoạn tới, bên cạnh việc khắc phục những tồn tại nói trên, các nhà trường và cơ sở giáo dục sẽ ưu tiên chọn mua thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng nhằm nâng cao trách nhiệm từ đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn. Thưa quý vị, sáng nay, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 1522G thu giữ 40 bánh heroin. Ngày 28 tháng 11, các lực lượng tham gia chuyên án của Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức phá thành công chuyên án 1522G, bắt quả tang đối tượng Sùng A Giống ở bản Hủy Trạ 2, xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ khi bắt quả tang đối tượng Sùng A Giống gồm 40 bánh heroin, một xe máy, một điện thoại di động. Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên sang Lai Châu để móc nối các tỉnh lân cận rồi đưa qua biên giới. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Sùng A Giống để điều tra làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.